Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2025, các trạng còn nhiều vé, nhưng giá vé máy bay vẫn tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết nên vẫn đứng ngồi không yên khi giá vé tăng chóng mặt. Vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều trạng nội địa và quốc tế dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 từ 24 tháng 1 năm 2025, tức 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, tức mùng 6 Tết, đã tăng từ hơn 1 triệu đến gần 3 triệu đồng một vé so với ngày thường và tăng cả triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, giá vé khứ hồi hạng phổ thông trạng bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bao gồm thuế phí của Vietjet Air là 6,1 triệu đồng, tăng hơn thời điểm bay hiện tại là 2,3 triệu đồng. Vietnam Airlines là hơn 7,7 triệu đồng, tăng so với hiện tại hơn 2,7 triệu đồng. Viettravel Airlines là 6,9 triệu đồng, tăng hơn 2,6 triệu đồng. Bamboo Airways là 7,5 triệu đồng, tăng hơn 2,8 triệu đồng. Cùng thời điểm bay từ 24 tháng 1 năm 2025 đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, chặng thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng, giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí của Vietjet Air là 7,7 triệu đồng, Vietnam Airlines là 7,75 triệu đồng. Mức giá của hai hãng đều tăng hơn 4,5 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 2 triệu đồng một vé khứ hồi so với cùng kỳ năm ngoái. Các trạng bay khác đi về các tỉnh miền Bắc cũng có giá vé cao ngất ngường. Tuần qua, giá vàng thế giới đã trải qua những phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 5 khi bị chi phối bởi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ngay sau thông tin ông Donald Trump tái đắc cử, giá vàng thế giới đã lao dốc không phanh. Việc các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo khiến cho những người tham gia thị trường không khỏi phân vân về hướng đi của kim loại quý này trong thời gian tới. Giá vàng thế giới giảm xuống giao dịch ở mức 2.683 USD một ounce, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đồng USD mạnh lên. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, FED, cắt giảm lãi suất là những yếu tố chính tác động tới giá vàng tuần này. Trong nước, giá vàng tụt dốc theo diễn biến giá thế giới. Chốt tuần, giá vàng miếng giảm xuống 85,8 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn giao dịch ở mức 84,8 triệu đồng một lượng. 14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng gần đây nhất của Kitco News và đợt bán tháo mạnh trong tuần này đã đẩy phần lớn các chuyên gia Wall Street phố Wall vào triển vọng bi quan. Chỉ có 3 chuyên gia tương đương 21% tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 9 nhà phân tích tương đương 64% dự đoán giá kim loại quý này sẽ tiếp tục đi xuống. 2 người còn lại tương đương 14% nghiêng về kịch bản đi ngang. Theo Hiệp hội Phòng chống đái tháo đường thế giới, ước tính hiện nay có khoảng trên 537 triệu người trưởng thành ở độ tuổi từ 20 tới 79 mắc bệnh đái tháo đường, tương ứng 10,5% dân số. Trong đó có hơn 6,7 triệu người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến bệnh đái tháo đường. Có 240 triệu người mắc bệnh đái tháo đường không được chẩn đoán trên thế giới, nghĩa là khoảng một nửa người mắc đái tháo đường mà không biết tình trạng bệnh lý của mình. Và gần 90% người mắc bệnh thì không được chẩn đoán nói trên là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Những số liệu điều tra trên phạm vi quốc gia trong thời gian qua cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh đái tháo đường cũng có sự gia tăng theo xu hướng chung của thế giới. Điều tra toàn quốc của Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2002 cho thấy tỷ lệ bệnh đái tháo đường trên toàn quốc là 2,7% sau 10 năm. Điều tra quốc gia năm 2012, tỷ lệ này đã tăng gấp đôi lên 5,4%. Kết quả khảo sát trên toàn quốc gần đây nhất năm 2020 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam là 7,3%, tỷ lệ tiền đái tháo đường là 17,8%. Trong đó có các con số chúng ta cần hết sức quan tâm, đó là tỷ lệ người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán tại Việt Nam hiện tại là hơn 60% và có hơn một nửa người trưởng thành chưa bao giờ được làm xét nghiệm đường huyết để phát hiện bệnh đái tháo đường. Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính, không lây nhiễm, khi bệnh không kiểm soát được và theo thời gian sẽ gây tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận của cơ thể, đặc biệt là dây thần kinh và mạch máu. Tuy nhiên có thể giảm tác động của bệnh đái tháo đường bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp. Theo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm cho đến cuối tháng 9 năm 2024, cả nước đã ghi nhận khoảng 80.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 12 trường hợp tử vong. Bộ Y tế đang đề xuất đưa vaccine phòng sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng mở rộng sau thời gian thử nghiệm tại cộng đồng. Việt Nam lưu hành cả 4 típ virus dengue, nhưng típ virus lưu hành chủ yếu là dengue 1, dengue 2. Trong năm 2023, típ dengue 2 chiếm 88%, năm 2024, típ dengue 2 chiếm khoảng 70%. Tại Việt Nam hiện đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết,
đang được tiêm dịch vụ tại Việt Nam. Theo Cục Y tế Dự phòng, việc đưa vaccine phòng chống xuất huyết vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng cần được thực hiện theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đó là bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm có vaccine vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhà nước, bảo đảm tiêm miễn phí cho người dân. Cùng với đó, để đưa vào tiêm chủng mở rộng cần có các đánh giá, gánh nặng, bệnh tật, tính an toàn, hiệu quả miễn dịch, đồng thời xem xét tính chấp nhận của cộng đồng và đánh giá hiệu quả kinh tế vaccine phòng chống sốt xuất huyết. Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị đánh giá nghiên cứu các yếu tố trên, sau đó sẽ trình chính phủ, nếu phù hợp, sẽ đưa vào tiêm chủng mở rộng, tiêm miễn phí cho người dân. Để bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức của danh tướng Quan Hoàng Mười, sáng qua, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ hội Đền Chợ Củi nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Chợ Củi đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Lễ hội diễn ra từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024, tức là ngày mùng 5 tháng 10 đến mùng 10 tháng 10 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, đặc sắc như là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, lễ giỗ Đức Quan Hoàng Mười, giải bóng truyền nam, trò chơi bịt mắt bắt vịt, hội thi mâm lễ, chương trình giao lưu văn nghệ, hát chầu văn, ca trù, dân ca ví dặm. Lễ hội Đền Chợ Củi cũng là dịp để tri ân và tưởng nhớ tới Đức Quan Hoàng Mười, Thánh Minh xứ Nghệ, hộ quốc hy sinh giữa phong ba bão táp, hiển linh an dân, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. Lễ hội Đền Chợ Củi góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, du lịch văn hóa tâm linh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là những vấn đề cấp bách được xã hội quan tâm hàng ngày. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường, dự án iRecycle đã tổ chức một phiên chợ đặc biệt với những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, bao gồm sách cũ, hoa len, vòng tay handmade và nhiều món đồ tái chế độc đáo khác. Đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện còn có các workshop thú vị, nơi các bạn trẻ tham gia sẽ được hướng dẫn làm những sản phẩm từ giấy tái chế. Những sản phẩm này sẽ được trao tặng như một món quà ý nghĩa nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thông qua sự kiện này, các bạn trẻ không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường, mà còn được khơi dậy ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ hành tinh, góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho thế hệ mai sau. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Dự án iRecycle đã tổ chức một phiên hội chợ đặc biệt, quy tụ nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, mang lại cơ hội trải nghiệm thú vị cho cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, các buổi workshop sáng tạo cũng được tổ chức, nơi người tham gia được hướng dẫn cách tái chế giấy thành những sản phẩm thủ công độc đáo. Những tờ giấy bọc quà hay giấy màu tưởng chừng như bỏ đi sẽ được thu gom và biến thành những món đồ đầy tính nghệ thuật và ý nghĩa. Ngay khi buổi workshop bắt đầu, nhiều bạn trẻ tỏ ra vô cùng hào hứng. Linh Sàn, với sự tỉ mỉ, đã làm ra những bông hoa nhỏ từ giấy tái chế. Sau khi hoàn thành, Linh Sàn dự định sẽ dùng những bông hoa này làm quà tặng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đấy là thấy rất vui khi được làm và được sáng tạo thêm nhiều kiến thức. Cháu sẽ tặng cho các cô và tặng mẹ của cháu và bà của cháu. Cháu thấy rất là vui và hào hứng. Cháu sẽ tặng cho mẹ vào dịp 20 tháng 10 ạ. Các hoạt động ý nghĩa trong sự kiện này đã nhận được sự đồng lòng và ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ mong muốn qua những trải nghiệm thực tế tại hội chợ và workshop, các con của mình sẽ không chỉ hiểu thêm về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, mà còn hình thành ý thức và thói quen bảo vệ thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ. Qua những cái hoạt động trải nghiệm này giúp các con nâng cao cái tinh thần ý thức, cái trách nhiệm, chung tay bảo vệ cái môi trường một cái gọi là xanh sạch đẹp. Đấy, bằng những cái tờ giấy mà mình bỏ đi ấy, hoặc là mua về thì mình sẽ làm trang trí thành những cái bông hoa nó đẹp hơn, đấy, giúp cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Các con sẽ hạn chế được cái việc đó là sử dụng điện thoại này, sử dụng iPad, và như con nhà mình là gần như là các con không sử dụng, các con không chơi. Và khi mà các cô mở lớp này là mình cũng đăng ký cùng với cô luôn để cho các con được tham gia ấy. Để tại vì coi như các anh cũng đã biết rằng là các con ở trên này gần như không có không gian để vui chơi á. Đó, chính vì vậy mà có những cái lớp học như này là rất là bổ ích cho các con ạ. Sự tham gia của phụ huynh không chỉ là ủng hộ về mặt tinh thần,
mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc đến việc xây dựng một thế hệ ý thức và trách nhiệm với hành tinh. iRecycle là một dự án phi lợi nhuận, hoạt động vì mục đích cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người thông qua hoạt động tái chế và đổi rác lấy quà xanh cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đồng thời tạo ra sân chơi trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, sinh viên, góp phần phát huy năng lực sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, từ đó truyền cảm hứng tới hàng nghìn bạn trẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn và hành động thiết thực đóng góp cho xã hội. Lý do mà tôi thành lập dự án này là do tôi có con nhỏ. Kể từ khi tôi có con nhỏ thì tôi quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan về môi trường, về từ môi trường xã hội đến môi trường cuộc sống xung quanh của con. Vì vậy mà tôi tổ chức và điều hành nhiều các hoạt động liên quan đến tạo ra các cái môi trường phù hợp cho con, trong đó các hoạt động về bảo vệ môi trường. Đối với cái dự án nhỏ này thì chúng tôi mong muốn tăng cường nhận thức đối với lại các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ, đặc biệt là các bậc phụ huynh mà đang nuôi con nhỏ, bởi vì họ chính là những cái người mà sẽ tạo ra một cái thế hệ tương lai mới, sẽ góp phần mà bảo vệ môi trường trong tương lai.